Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự Nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là hơn 440.000 tỷ đồng. Quý vị và các bạn thân mến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã ghi nhận lỗ lớn trong năm 2022 và có nhiều yếu tố đóng góp vào tình hình tài chính không thuận lợi này. Theo các thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, các số liệu kiểm toán đã cho thấy rõ nguyên nhân chính của sự thua lỗ này. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản hợp nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các công ty con còn hơn 666.000 tỷ đồng, tức là giảm hơn 5% so với đầu năm. Trong số này, các khoản tiền gửi ngân hàng riêng biệt đã được ghi nhận với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng. So với năm trước, số tiền gửi ngân hàng của EVN và các công ty con đã giảm hơn 30.000 tỷ đồng. Các khoản nợ vay và thuê tài chính của EVN và các công ty con đã được ghi nhận với số tiền hơn 320.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2022. Quy mô tổng nợ phải trả của tập đoàn là hơn 440.000 tỷ đồng, tức là giảm gần 4% so với đầu năm. EVN là doanh nghiệp nhà nước có vai trò chiến lược trong việc cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, năm 2022, EVN đã ghi nhận khoản lỗ sau thuế 20.747 tỷ đồng, trong khi năm 2021, doanh nghiệp lãi 14.725 tỷ đồng. Lỗ dòng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 22.256 tỷ đồng. Nguyên nhân chính khiến EVN thua lỗ là giá mua điện cao hơn giá bán ra, thể hiện ở doanh thu bán điện và giá vốn điện. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, doanh thu bán điện năm 2022 của công ty mẹ EVN là 372,9 nghìn tỷ đồng. Thế nhưng giá vốn hiện lên tới hơn 402,6 nghìn tỷ đồng. Điều này có nghĩa EVN bán thấp hơn giá vốn tới 29,7 nghìn tỷ đồng. Lý do giá mua điện cao hơn giá bán ra là do các thông số đầu vào khâu bán điện năm 2022 tăng đột biến, chủ yếu là giá than tăng cao. Theo Bộ Công Thương, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng trên 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN cao hơn giá bán lẻ điện bình quân theo quyết định 648 ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương gần 168 đồng trên 1 kWh. Với vai trò là người mua duy nhất, để đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội, EVN đã phải mua 80% sản lượng điện năng còn lại từ các nhà máy điện độc lập theo các hợp đồng mua bán điện. Giá điện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Với bình quân 1.757,5 đồng trên kWh, chưa bao gồm chi phí truyền tải, phân phối, bán lẻ, phụ trợ để cung cấp cho khách hàng. Trong khi đó, giá bán lẻ điện bình quân từ áp dụng từ năm 2019 đến nay là 1.864,44 đồng trên kWh theo quyết định 648. Với mỗi kWh bán cho khách hàng sử dụng điện năm 2022 thì EVN lỗ 149,53 đồng trên 1 kWh. Để khắc phục tình trạng này, EVN đã gửi kiến nghị tới Bộ Công Thương về việc điều chỉnh tăng giá điện ngay trong năm 2022 trước áp lực chi phí đầu vào tăng mạnh. Việc tăng giá bán điện là việc cần thiết và hợp lý để giúp EVN cân bằng thu chi, giảm lỗ lũy kế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Có nguồn vốn đầu tư vào các dự án mới, nâng cấp và mở rộng hạ tầng điện lực, đảm bảo cung ứng điện ổn định và an toàn cho xã hội. Thực hiện nhiệm vụ chính trị mà chính phủ giao trong việc đầu tư lưới truyền tải và mạng lưới bán điện đến cả vùng núi, hải đảo và bán thấp hơn giá thành, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng tại các địa bàn trọng điểm. Giúp EVN chuyển dịch cơ cấu nguồn phát điện, tăng tỷ trọng các nguồn năng lượng sạch và tái tạo, giảm phụ thuộc vào than và khí đốt, góp phần bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết giảm khí thải nhà kính. Tuy nhiên, việc tăng giá bán điện cũng cần được thực hiện một cách cẩn trọng và hợp lý để không gây áp lực lên chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự phục hồi và phát triển kinh tế của nền kinh tế sau đại dịch. Không gây khó khăn cho người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, trong việc sử dụng điện, sinh hoạt cho và học tập. Không gây mất cân đối trong cơ cấu giá điện theo các kiểu giá khác nhau, ảnh hưởng đến công bằng và minh bạch trong việc tính toán và thu tiền điện của EVN.
EVN cần có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để xem xét các phương án tăng giá điện phù hợp với thực tế và có lộ trình rõ ràng. Đồng thời, EVN cũng cần nỗ lực để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, ứng dụng công nghệ mới và cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Doanh nghiệp trông chênh do thiếu đơn hàng, nhiều người lao động mất việc. Thưa quý vị, báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, nhân dân lo lắng trước việc các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, khiến cho việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Chiều ngày 12 tháng 7, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Tại hội nghị, ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Dân vận Trung ương báo cáo kết quả công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương. Báo cáo nêu rõ, nhân dân đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ và chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ chương trình, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, chính sách tín dụng, ưu đãi. Tuy nhiên, sau 6 tháng đầu năm, nhân dân cũng lo lắng trước tình hình các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn vì đơn hàng bị cắt giảm, làm cho việc làm, thu nhập đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp không hiệu quả, thua lỗ, thu nhập của người lao động ở nhiều ngành nghề giảm sút nghiêm trọng. Nhân dân lo lắng, nếu kéo dài tình trạng này thì một số doanh nghiệp lớn sẽ tiếp tục rời khỏi thị trường. Đời sống của người lao động rơi vào tình trạng khó khăn chồng khó khăn. Người lao động đồng loạt rút bảo hiểm xã hội một lần khi nghỉ việc diễn biến phức tạp, báo cáo nêu. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, vào thời điểm năm 2022, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát dần, doanh nghiệp cố giữ chân người lao động. Nhưng sang năm nay, sức chịu đựng của họ dường như đã cạn kiệt, nên ai kết thúc hợp đồng, họ sẽ cho nghỉ việc. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng nên dẫn tới tình trạng người lao động bị giảm việc, mất việc. Trong bối cảnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nghị quyết chia sẻ khó khăn với người lao động và doanh nghiệp, giúp họ vượt qua khó khăn. Doanh nghiệp đang rất khó, đường ra trông chênh do ảnh hưởng bởi thị trường chung của thế giới. Nên chăng trong 6 tháng cuối năm, cần vận động làm tốt hơn chủ trương người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước vượt qua khó khăn, ông Trần Thanh Hải cho hay. Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho thấy tình trạng thao túng thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp vẫn diễn ra phức tạp, có nơi bức xúc vì người dân, nhà đầu tư đã chi tiền mua nhà ở, đất ở của các dự án, nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, đến nay chưa nhận được nhà ở, đất ở mà chưa lấy lại được tiền. Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương cũng phản ánh sự lo lắng của nhân dân trước tình trạng một số tổ chức phản động chống phá, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tập hợp, thu hút và huấn luyện để tấn công, chống phá đảng nhà nước. Điển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 6, một nhóm người bị thế lực phản động lôi kéo đã dùng vũ khí tấn công vào trụ sở công an xã Ia Tieu và Ia Cơ Tu, huyện Cơ Quyên, tỉnh Đắk Lắk. Theo bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua vụ việc ở hai xã này, người dân cũng mong muốn có thông tin nhanh, chính thức, kịp thời từ cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trung ương Đoàn đã cử cán bộ xuống cơ sở ở đó trong 2 tuần liên tiếp để nắm bắt tình hình, hàng ngày báo cáo thông tin đầy đủ, đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ chủ chốt tại Lâm Đồng vào ngày 24 tháng 6. Qua vụ việc này, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng công tác nắm bắt tình hình từ địa bàn cơ sở chưa được thực hiện tốt, cần được khắc phục trong thời gian tới. Ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, qua vụ việc ở Đắk Lắk, cần phải làm tốt hơn công tác nắm bắt tình hình trong nhân dân, bám sát cơ sở, không dễ bị động bất ngờ. Nhiệm vụ trọng tâm được Ban Dân vận Trung ương đề ra trong thời gian tới là cần chú trọng nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình các giai tầng xã hội. Qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại và tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân.